Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga không có sự tồn tại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là mối đe dọa, và chính những hành động của liên minh quân sự này hiện nay là điều khiến Moscow quan ngại. Theo Ngoại trưởng Lavrov, quan điểm của Nga về sự bành trướng của NATO và việc liên minh này phát triển cái gọi là chương trình đối tác bằng cách triển khai cơ sở hạ tầng quân sự tại các quốc gia giáp giới với Nga và tiến hành các cuộc tập trận là không thay đổi. Ông tái khẳng định một trong những mối đe dọa chính đối với an ninh Nga là việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẽ sử dụng quyền chủ quyền của mình để đáp trả những hành động của NATO thông qua các biện pháp tương xứng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi NATO và Mỹ có kế hoạch điều 4 tiểu đoàn luân phiên tới các quốc gia thành viên phía đông và bố trí các thành phần của hệ thống la chắn tên lửa tại các nước Đông Âu nằm sát biên giới với Nga, cũng như tiến hành tập trận quy mô lớn tại Ba Lan. Quan hệ giữa NATO và Nga trở nên căng thẳng và tồn tại nhiều bất đồng sau sự kiện Liên bang Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm 2014. Ngoài ra, NATO cũng cáo buộc Nga đóng vai trò trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga luôn phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời cho rằng việc phương Tây và NATO lôi kéo chính quyền Ukraine là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Đông Âu này.